Xin chào thầy và tất cả các bạn, em tên là Liên Hoa, đến từ lớp IG45. Em xin trình bày về phần dung dịch rồng rửa dùng trong lúc cắt đốt nội soi tiền liệt tuyến ngã niệu đạo bằng dao đơn cực. Các dung dịch thường được sử dụng trong thủ thuật này là các dung dịch như lysine, sorbitol, mannitol, do các dung dịch trên không chứa các chất điện giải, không có tính dẫn điện, có thể giúp kỹ thuật viên nhìn được tối ưu hơn và là dung dịch gần đẳng trương để giảm thiểu tối đa tình trạng tan huyết khi hấp thu vào trong lòng mạch. Còn các dung dịch như nước muối sinh lý NaCl 0,9%, Ringer lactate, vân vân, tuy là dung dịch đẳng trương không gây tan huyết nhưng lại có chứa các ion nên có tính dẫn điện, không an toàn khi sử dụng cho các thủ thuật có liên quan đến giao điện. Còn nước cất không dẫn điện và giúp nhìn tối ưu hơn, tuy nhiên khi hấp thu vào lòng mạch có thể gây ra tan huyết, giảm nồng độ thẩm thấu và hạ natri máu. Nên kết luận cuối cùng là các dung dịch trên đều không dùng được trong lúc cắt đốt nội soi tiền liệt tuyến ngã niệu đạo bằng dao đơn cực. Em xin hết.